Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ cũng như giải thích một số cái thắc mắc của các bạn hỏi mình ha. Là khi con người mình tiếp xúc với điện đó các bạn, bị giật á, là do dòng điện hay do điện áp? Thì trong video này mình sẽ phân tích rõ cho các bạn biết luôn ha. Và nó giật nặng, giật nhẹ nó như thế nào, và cái mức độ của dòng điện á, nó đi qua cơ thể mình đó các bạn, đến mức độ nào là nguy hiểm ha. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ cho các bạn xem thôi ha, và tuyệt đối các bạn không nên làm theo ha, không nên làm theo. Nếu các bạn mà làm theo, lỡ mà xảy ra sự cố á thì các bạn tự chịu nha, mình không có chịu trách nhiệm trong những vấn đề này ha. Mình kêu gọi các bạn là chỉ xem thôi và không nên làm theo ha. Rồi đây là cái ổ cắm điện của mình các bạn, thì bây giờ mình sẽ thử ha. Bên này bên lửa nè, và bên này bên nguội. Thì cái phích cắm của mình đó các bạn, cái dây xanh là dây nguội nè, mình quấn băng keo lại, còn dây đỏ là dây lửa nè. Và bây giờ mình sẽ ghim cái phích cắm này vô đây ha. Và bây giờ mình sẽ thử nè. Bây giờ các bạn thấy nè, cái dây đỏ này á, là dây lửa, nó có điện ha. Trong trường hợp này đó các bạn, khi mà hai cái bàn chân của mình á, mình đứng ở trên gỗ đó các bạn, là nó cách điện với đất, và cái tay mình đụng vào cái sợi dây điện á, nó sẽ không có bị giật mình. Thì trong trường hợp này đó các bạn, nó gọi là đẳng thế các bạn. Có nghĩa là con người mình á, khi tiếp xúc vào cái dây điện này á, mà mình đứng trên một cái vật cách điện á, nó có điện nhưng mà cái điện áp trên cơ thể mình á, nó sẽ bằng không. Thành ra nó không có giật mình ha. Và điều này đó các bạn, nó lý giải á, là những con chim này á, khi nó đậu trên đường dây điện đó các bạn, là nó cách điện với đất luôn. Thành ra những con chim này nó sẽ không có bị giật ha. Trong trường hợp đó các bạn, mình mang chân không đó, mà mình đặt chân ở dưới đất như vậy, và cái tay của mình đó các bạn, mình đụng vào cái sợi dây lửa này, thì á, điện nó sẽ truyền qua cái cơ thể người và nó đi về đất. Thì lúc đó trong người của mình nó sẽ xuất hiện một cái dòng điện, và cái dòng điện đó nó đi qua cơ thể của mình á, và nó làm cho mình bị giật ha. Và nếu như mình ngồi trên ghế mình tiếp xúc với điện đó các bạn, và có một người khác á, mang chân không và đụng vào người mình á, thì lúc này trên hai người đều xuất hiện một dòng điện các bạn ha, và lúc đó nó sẽ giật luôn hai người luôn. Khi bị điện giật đó các bạn, là do dòng điện chứ không phải là do điện áp các bạn ha. Và tuy nhiên á, nó phải có đủ hai điều kiện các bạn, nó có điện áp và khi người chạm vào á, điện nó qua cái điện trở người á, và nó sẽ sinh ra dòng điện, thì lúc đó mình sẽ bị điện giật các bạn. Còn nếu không có điện áp á, thì nó sẽ không có sinh ra dòng, và lúc đó mình sẽ không có bị điện giật các bạn ha. Và đây á, là cái bản thực nghiệm người ta đã đo được tác hại của dòng điện như sau các bạn. Thì cái cột bên trái á, cái dòng điện á, nó là mili ampere. Thì khi cơ thể của mình đó các bạn, cái dòng điện nó qua từ 0,6 mA đến 1,5 mA á, thì bắt đầu tê ngón tay. Từ 2 đến 3 mA á, là ngón tay nó bị tê mạnh. Từ 5 đến 7 mA á, bắp thịt bắt đầu co lại và run. Từ 8 đến 10 mA á, thì tay đã khó rời vật mang điện. Ngón tay, khớp tay, lòng bàn tay đã thấy đau. Là có nghĩa đó các bạn, khi mà cái chỗ này á, mà mình bị điện giật á, mà cái tay mình bóc vô cái dây điện đó, cái tay của mình nó sẽ co lại, sẽ rút lại ha. Từ 20 đến 25 mA á, thì tay không rời được vật mang điện, đau và khó thở. 20 đến 80 mA, thở bị tê liệt, tim bắt đầu đập mạnh. Từ 90 đến 100 mA, thở bị tê liệt. Nếu kéo dài 3 giây, tim có thể ngừng đập. Thì cái này nó rất là nguy hiểm các bạn ha. Và cái tiếp á, mình sẽ đi tìm hiểu về cái công thức khi mà điện nó chạm qua người mình nè các bạn. Mình có cái công thức đó các bạn, Y nè bằng U chia cho R. R này đó các bạn là R người ha. Ở đây đó các bạn, cái điện của mình là điện 220 nè. Và mình chia cho cái R người. R người á, nó từ 1.000 ôm đến 10.000 ôm các bạn. Thì trong tính toán á, người ta chỉ lấy là 1.000 ôm thôi ha. 1.000 ôm. Chia hai cái số này ra đó, thì nó sẽ bằng 0,22 ampere. Và mình đổi cái này ra đó là nó sẽ bằng 220 mili ampere. Như vậy đó các bạn, với một cái con số như vậy đó
thì so với cái bảng hồi nãy á là nó sẽ từ 90 đến 100 miliampe. Thì lúc này con người mình á thở bị tê liệt, và nếu kéo dài trong 3 giây đó các bạn, tim nó sẽ ngừng đập. Như vậy là con số này đó các bạn, khi mà mình tiếp xúc với điện đó, cái con số này thì nó quá lớn. Thành ra cái cơ thể của con người mình đó sẽ rất là nguy hiểm trong trường hợp này ha. Và khi người mình đó các bạn mà mình bị ướt á, hoặc là mình làm mình bị đổ mồ hôi nhiều đó các bạn, thì lúc này á cái điện trở người á nó sẽ giảm xuống nè. Thì khi điện trở giảm xuống á, mình nói ví dụ như là nó còn 500 ohm đi ha. 500 ohm. Thì lúc này đó các bạn, nó sẽ bằng 0,44 ampe. Có nghĩa là nó sẽ bằng 440 miliampe. Thì cái này á, những anh em nào mà làm lâu á, làm trong ngành điện lâu á, thì mình sẽ biết cái cảm giác này ha. Khi mà mình làm mệt, lỡ mình đụng vô đó các bạn, nó giật bắn người lên luôn ha. Thành ra rất là nguy hiểm. Và cũng có một số anh em đó các bạn thì cũng thắc mắc ha, thì nói tại sao khi mà mình bị điện á, nó giật á, có người á, thì bị điện giật nó rất là mạnh, và cũng có người á, cũng bị cái điện này á, thì nó giật á, nó không có mạnh lắm. Lý do đó các bạn, ví dụ như khi cái tay mình bóc vô cái đường dây điện đó, và cái lớp da tay của mình đó các bạn, thì cái này nó cũng là một cái nguyên nhân ha. Ví dụ như lớp da tay của mình mà nó dày á, nó là thành một cái chất sừng á, thì cái độ cách điện của nó sẽ tăng lên. Và cái thứ hai đó các bạn, nếu chân của mình đó mà mình mang giày á, thì cái độ cách điện á nó sẽ tăng lên. Ví dụ như là cái điện trở người là 1000 ohm đi. Bây giờ mình cộng cho khi mà mình mang giày vô, ví dụ như cái điện trở cách điện của cái đôi giày á là 100.000 ohm đi. Thì khi mà mình chia ra cái này đó các bạn, thì cái dòng điện nó đi qua người á là nó sẽ giảm. Thì lúc này cơ thể của mình á sẽ bị giật nhẹ hơn các bạn, có thể là nó là hơi tê tê, hoặc có thể là nó không bị giật luôn ha. Hoặc là mình mang găng tay vô các bạn. Khi làm điện đó các bạn, người ta yêu cầu là mang găng tay, và chân của mình á là mình phải mang giày. Lý do đó các bạn là để cho nó tăng cái cấp điện này lên nè. Nói tóm lại đó các bạn, khi mà người mình bị điện giật á thì nó sẽ phụ thuộc vô ba cái yếu tố này. Nếu không có điện áp đó các bạn, cái này bằng không á mà chia cho 1000 á, thì lúc này nó sẽ không có dòng điện, và lúc này á mình sẽ không bị điện giật. Và nếu đó ở đây nó là điện áp 220V mà người mình không có đụng vô cái điện này á, thì có nghĩa R này á nó sẽ bằng không, thì lúc này con người mình á nó cũng sẽ không có bị điện giật các bạn ha. Vậy nói chung đó các bạn, khi mà con người chạm vào điện và người mình tiếp xúc trực tiếp với đất, và nó sẽ qua cái điện trở người này á, thì nó sẽ sinh ra cái dòng điện. Và chính cái dòng điện này á là cái dòng điện nó gây giật mình nha các bạn ha. Nó phải phụ thuộc ba yếu tố, nhưng chính cái dòng điện này là nó sẽ gây giật, chứ không phải là do điện áp đâu các bạn ha. Rồi mình dừng video tại đây các bạn. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.